Bạn hát chưa hay, nhưng việc mà bạn quay lại và can đảm xem lại, sau đó còn gửi cho thầy dạy hát của bạn nhận xét, sẽ giúp bạn tiến bộ hơn rất nhiều trong giọng hát của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem những video của các bạn khác, ví dụ như một bạn sắp sửa hát cho chúng ta nghe ngày hôm nay. Điều đó sẽ giúp cho bạn được hai thứ. Thứ nhất, bạn có từng hát dở ở điểm nào giống họ hay không? Thứ hai, bạn được nghe lời nhận xét của ông thầy và chỉ cho bạn cách khắc phục luôn nhé. Nào, chúng ta xem ai sẽ trả bài ngày hôm nay nhé. Em là học trò của nhóm học hát từ xa của thầy Lưu Mạnh Quang. Một bạn áo trắng dễ thương quá. Em tên là Kiệt. À, hai Kiệt. Xin làm clip trả bài. À, bạn này thu bằng video ở ngoài cái loa vi tính luôn. Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu nhường. Ôi, giọng cưng quá. Bây giờ lại xa lạ. Cái giọng nghe rất là thiện cảm. Con đường tình giữa anh một mình đánh lặng thinh. Đánh hơi phô tí xíu thôi. Về tay cầm tay vui đùa cùng phim với nè. Ai. Ôi, ngọt ngào, phô anh phim mang tốt. Đôi môi ta đã cho trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn được những ngày. Những cái feel nhấn bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn. Rồi chuẩn bị điểm phút lên cao nè. Ta đã từng hứa yêu rất nhau tốt. Đến muôn đời sau. Bạn này hát tốt quá. Anh Kiệt vẫn luôn khắc sâu, nhưng hôm nay anh vẫn tình hơi phô đi phía rồi. Còn gì nữa đâu, và đành buông lời những câu. Ta phải xa rời nhau như kia dần úa màu. Cái chữ nhanh bạn thấy bị liệu cái lưỡi hơi chút xíu. Anh ngắm hoa những dòng lệ rơi. Em giờ đã khác đi, em biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội. Em giờ đã đành vậy thế thôi. Ân tình này vỡ đôi. Anh chúc em luôn nở nụ cười yên vui. Dễ thương lắm. Rồi, bạn đó hát một chút xíu à, phần trình diễn của Kiệt nè. Thứ nhất, bài này rất là hợp với giọng của em. Và cái điểm mà các bạn để ý khi mà bạn ấy hát lên cao thì thường mình hát cái phần điệp khúc lên cao, cái giọng mình rất là to. Nhưng mà giọng ở bạn này có một cái sự kiềm chế rất là hay, là làm những cái đoạn mà lớn á, bạn ấy cố gắng kềm nén cái giọng lại cho cái giọng mình nó nhỏ. Cái âm lượng của đầu bài đến cuối bài nghe rất là đều, và không có cái cảm giác là lúc to lúc nhỏ. Thì đây là một cái lợi thế của bạn Kiệt. Cái thứ hai mà Quang rất là thích ở chỗ rằng là những cái câu feel đặc trưng của bài hát Cắm Hoa Lệ Rơi thì bạn ấy feel rất là đầy đủ, giống như là Donnie đóng dài cho cái cách feel vậy đó. Nhưng mà đây là một cái lợi thế của mình đó, tại vì đã có một người các anh chị ca sĩ khác đã hát rồi, cho nên bạn biết cách nhấn nhá như thế nào là bạn mô phỏng theo. Và việc mô phỏng lại cách hát của những anh chị ca sĩ khác là một cái cách để chúng ta học và làm giàu thêm cái màu sắc trong cái phần hát của mình. Chỉ có một số chữ hình như là hơi thiếu tập trung chút xíu là còn bị phô. Và cái cách mà để cho các bạn khắc phục những cái việc phô này đó là việc mà các bạn quay lại thường xuyên như vậy. Khi quay lại thường xuyên như vậy thì chúng ta nghe và chúng ta phát hiện là đây là những cái khúc có cái điểm yếu của mình ở trong đó. Cho nên là chắc chắn là bạn sẽ khắc phục được nhé. Lần sau sẽ tới phiên bạn, cứ gửi video về cho Quang nhé. Quang sẽ giúp bạn nhận xét. Và sau cùng, chúng ta nhận ra một điều: nếu không có những clip như thế này, chắc chắn bạn và Quang sẽ không có cơ hội để cùng tìm hiểu vì sao mình còn hát dở, trong khi những người khác đã hát hay hết cả rồi. Tôi là Lưu Bằng Quang, người đi tìm những giải pháp thực tế nhất cho việc học hát và giúp bạn vui vẻ hơn. Nếu bạn thích video này, nhớ theo dõi kênh của Quang nhé. Có thể bạn đã bấm nhầm nút rồi, vì những gì bạn sắp được xem sẽ làm tim bạn đập nhanh đấy. Có phải bạn cũng rất thích hát và mê âm nhạc, làm như trước giờ không có duyên nên bạn cứ bị chê là hát dở hoài? Bạn càng không biết hát hoặc hát dở ẹt thì Quang lại càng muốn dạy hát cho bạn hơn. Thật đó, vì điều này thách thức khả năng truyền đạt của Quang. Quang khao khát muốn tìm ra mọi cách để giúp bất kỳ ai cũng có thể hát được, đặc biệt là những ca hát dở, vì các bạn ấy ngại không biết tìm nơi nào dạy có tâm cho một người hoàn toàn không có năng khiếu ca hát. Vậy nếu học với Quang, bạn sẽ học được gì? Quang sẽ chỉ cho bạn cách lấy hơi nhé,
ngừng dài đã luôn. Ở bên này bạn sẽ không còn hát bị phô nữa. Hay nhìn chữ karaoke hát lắm phải không? Bỏ được đừng lo. Bạn không biết vô hát ở khúc nào, học ở đây nhé. Còn trong chỗ này có tuyệt chiêu giúp bạn hát rõ lời hơn. Cuối cùng là một điều bí mật rất giá trị. À, nãy giờ quên tự giới thiệu về mình. Bạn cứ gọi Quang là thầy Quang như một nickname cũng được. Quang có hơn 15 năm là nhà sản xuất âm nhạc, với trên 300 ca khúc được hát bởi các ca sĩ trong và ngoài nước. Nhạc phẩm mới của Lương Bằng Quang. Quang còn là ca sĩ với tên gọi quen thuộc là Lương Bằng Quang. Khóa học có gì đặc biệt? Học hát nhanh và đơn giản, hay là một bong bóng yếu ớt, âm thanh sống động, quên đếm nhịp, quên nghe giai điệu, vui từ đầu đến cuối luôn. Bình minh dâng lôi. Ứng dụng công nghệ vào việc dạy hát, hay làm chèn ép những cơ quan nội tạng. Và đặc biệt là một giáo trình chả giống ai. Học từ xa có lợi gì? Sẽ không còn bất kỳ rào cản không gian thời gian nào khi bạn học hát theo cách này. Quang muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cho tất cả mọi người và cộng đồng người Việt mình trên khắp thế giới. Học trò nói gì? Thầy Quang giúp mình sáng tỏ rất là nhiều điều. Trẻ trung hơn, năng động hơn, ngắn gọn và dễ hiểu. À, tính của thầy rất là dễ thương, chuyên nghiệp và thực tế. Hiệu quả và dễ tiếp thu lắm. Họ đã bắt đầu tập hát, còn bạn thì sao? Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đơn giản lắm, bạn có thể bấm vào link ở bên dưới để biết hướng dẫn đặt mua khóa học. Không tới 5 phút sau khi bạn đăng ký và chuyển khoản thành công, bạn sẽ nhận ngay một mã code để kích hoạt khóa học và bắt đầu theo đuổi đam mê. Quang có quà tặng đặc biệt dành riêng cho 280 bạn đăng ký đầu tiên. Đó chính là bí quyết giữ gìn sức khỏe và giữ bình tĩnh trước khi lên sân khấu của các sao. Bạn muốn biết điều này không? Hãy đăng ký trước khi 280 món quà này kết thúc nhé. Q Academy, học hát nhanh và giản đơn.